Chào tất cả mọi người đã quay lại kênh Biết Đâu Được. Hôm nay chúng ta có gì nào? Những thứ bá đạo nhất Liên Minh Huyền Thoại phiên bản 10.14 mà game thủ cần biết. Đại bác Liên Thanh có thêm khả năng gọi ra Nautilus. Đến với video ngày hôm nay, chúng ta cùng điểm qua những trang bị, lối chơi hay, phép bổ trợ bỗng nhiên trở nên cực kỳ mạnh mẽ khi phiên bản 10.14 cập bến Liên Minh Huyền Thoại nhé. Đầu tiên có thể kể đến là combo lưỡi hái và đốn hạ. Lưỡi hái gần đây tỏ ra vượt trội so với kiếm Doran. Khi người ta nhận ra khả năng gian lận sức mạnh thông qua nội tại, cộng thêm vàng mỗi khi farm lính, bạn đừng tưởng một vàng mỗi con lính là nhỏ, nó sẽ rút ngắn thời gian bạn hoàn thành trang bị quan trọng như kiếm BF ở lần biến về đầu tiên và sau này là vô cực kiếm, trang bị mà hầu hết xạ thủ đều hướng tới. Hơn nữa, trang bị này không cộng thêm chỉ số máu, vì thế khi kết hợp với điểm ngọc đốn hạ ở nhánh chuẩn xác, thì xạ thủ của bạn sẽ gây được lượng sát thương cực kỳ lớn từ thời điểm sớm chứ không cần phải có đủ trang bị nữa. Về cơ bản thì xạ thủ hiện giờ dù có chơi hay thế nào thì cũng không quá mạnh đầu trận, bạn nên đầu tư cho giai đoạn sau bằng lưỡi hái và điểm đốn hạ sẽ có hiệu quả cao hơn. Tiếp theo là phép tốc hành đang cực kỳ mạnh mẽ và thông dụng. Sau khi được tăng sức mạnh liên tục trong thời gian qua, phép bổ trợ tốc hành đã và đang trở nên cực kỳ mạnh, thậm chí nó còn xóa bỏ đi điểm yếu của những tướng như Tridamir hay Darius và biến chúng thành những chiến thần không thể ngăn cản. Những tướng kể trên có điểm yếu duy nhất là khả năng tiếp cận giao tranh quá dễ đoán và dễ bị ngăn cản. Khi sử dụng tốc hành thì điều này bị xóa bỏ hoàn toàn do tốc độ chạy của chúng là quá lớn. Nếu bạn sử dụng phép tốc hành ở đường trên thì bạn sẽ phải hy sinh dịch chuyển. Vì thế để tận dụng tối đa lối chơi này thì bạn cần phải thắng đường từ sớm, gây áp lực từ sớm. Nếu không thì phải chọn thời điểm di chuyển tới giao tranh hợp lý. Tóm lại thì cái giá cho sức mạnh tốc độ là khá lớn. Vì thế game thủ cần cân nhắc kỹ trước khi sử dụng. Bộ đôi hoàn hảo mang tên Trừng phạt tái tê và chinh phục. Dù chỉ là một chỉnh sửa nhỏ nhỏ, nhưng việc cho phép trừng phạt tái tê tích điểm chinh phục đã khiến cho lối lên đồ gươm truy tung trở nên phổ biến hơn rất nhiều. Nên nhớ rằng, những tướng dùng trừng phạt tái tê đều có sát thương mạnh. Thậm chí những tướng đi rừng mạnh nhất cũng thường xuyên sử dụng điểm chinh phục, nên sức mạnh của bạn sẽ cực lớn sau lần về nhà đầu tiên với trang bị gươm truy tung. Nên nhớ rằng, ở rank đơn thì chuyện snowball là cực kỳ nhanh chóng và chỉ với một pha solo skill từ việc tích chinh phục nhanh hơn đối thủ, bạn có thể làm chủ trận đấu rồi. Về cơ bản thì lối chơi này yêu cầu game thủ phải tấn công và cướp rừng liên tục và những cái tên như Lee Sin, Olaf, Javan là thích hợp nhất. Và cuối cùng có thể kể đến là Silas bước chân thần tốc. Silas từ khi xuất hiện luôn là tướng vô cùng khó chịu ở vị trí đường đơn bởi khả năng gây sát thương liên tục và chiêu cuối mang tính đột biến cao của mình. Tuy nhiên, khác với những lối chơi bình thường như chinh phục hay sốc điện thì trong thời gian gần đây lại được ưa chuộng với điểm ngọc cực kỳ lạ, đó là bước chân thần tốc. Thậm chí lối lên đồ cũng khác khá nhiều so với thông thường khi bỏ qua đai lưng Hextech, thay vào đó lại là súng ngắn Hextech. Một điều ít game thủ Liên Minh Huyền Thoại biết về điểm bước chân thần tốc đó là lượng máu hồi phục sẽ tương tác với sức mạnh phép thuật. Hơn nữa, tướng cận chiến như Silas
sẽ nhận được đầy đủ hiệu ứng từ ngọc này thay vì chỉ 20% so với tướng tay dài. Với lượng phục hồi này, chúng ta có thể tiết kiệm được việc phải mua bình thuốc biến dị và lên được trang bị sức mạnh phép thuật để gia tăng sát thương trong những pha đối đầu trực tiếp. Tuy nhiên, việc đánh đổi sát thương từ ngọc bổ trợ sẽ dẫn tới việc dùng trang bị súng ngắn Hextech để bù lại sát thương. Nên nhớ rằng trang bị này có giá trị tương đương với vòng âm, chưa kể tới khả năng làm chậm diện rộng khó chịu của trang bị này, khiến cho độ hiệu quả trong những pha lao vào đối thủ. Chính về việc đặt nặng trụ đường, farm và giao tranh giữa trận, nên cách lên kỹ năng cũng khác hoàn toàn so với lối chơi thông thường. Thay vì nâng tối đa W, đồ vương, thì ta nên trở về với phong cách nâng tối đa chiêu quy, quật xích để gia tăng khả năng đẩy đường và kiểm soát lane. Kỹ năng thứ hai phải học max là W đồ vương, sau cùng là E bắt giữ. Về cơ bản thì lối chơi Silas bước chân thần tốc sẽ khiến cho khả năng trụ đường của game thủ cực kỳ mạnh. Kể cả khi đối đầu với những tướng cấu máu hoặc dồn sát thương mạnh, bạn vẫn không hề thua thiệt quá nhiều. Chỉ cần vượt qua giai đoạn đi lên đầu tiên khổ sở là Silas có thể tỏa sáng trong giao tranh với khả năng dồn sát thương mạnh và những chiêu cuối nguy hiểm của chính đối thủ. Đại bác Liên Thanh có thêm khả năng gọi ra Nautilus. Mặc dù ở Việt Nam thì nỗi lo đại dịch mà ai cũng biết là gì đó đã dần lùi xa. Tuy nhiên trên thế giới thì tình hình vẫn rất phức tạp, đặc biệt là ở Mỹ, nơi đặt trụ sở của Riot Games. Vì thế mà những nhân viên Riot vẫn phải làm việc tại nhà. Điển hình cho việc này là sản phẩm mới nhất của họ, video teaser và giới thiệu kỹ năng của Lilia được thực hiện 100% khi làm việc online. Riot Atlas, quản lý bộ phận sản xuất video, chia sẻ rằng video về tướng Lilia được thực hiện 100% trong thời gian cách ly. Họ phải xây một studio thu âm ở nhà của diễn viên lồng tiếng để thực hiện phần giọng nói, và video được hoàn thành bởi 20 người làm việc tại 6 mỗi giờ và 4 quốc gia khác nhau. Bên cạnh những hoạt động bình thường thì một trong những đặc trưng của nhân viên Riot Games khi làm việc online là tạo ra hàng loạt những video điên rồ về những vị tướng của Liên minh huyền thoại. Người nổi tiếng nhất và đi đầu trong phong trào này là Riot August, thành viên cấp cao của đội thiết kế tướng, khi anh thường xuyên tạo ra những clip bá đạo cho Nautilus. Có vẻ như Riot August đã chán nghịch với những vị tướng rồi, nên anh chuyển sang thử nghiệm với những trang bị. Nạn nhân đầu tiên trong thí nghiệm này là Đại bác Liên Thanh. Bên cạnh hiệu ứng bình thường là tăng tầm đánh và sát thương tích điện, Riot August đưa thêm hiệu ứng triệu hồi chi thuật cho trang bị này, và nhân vật được triệu hồi không ai khác lại là Nautilus. Cách đây ít bản thì nhóm trang bị xạ thủ đều được tăng sức mạnh, tuy nhiên chỉ nằm ở chỉ số tốc độ di chuyển để thả diều mà thôi. Riot Game không tăng trực tiếp sát thương cho những món đồ tích điện, bởi nó sẽ gây ra mất cân bằng cực kỳ lớn về mặt sức mạnh. Bởi xạ thủ có sẵn sát thương lớn rồi, có lẽ Riot August cũng hiểu điều này nên chỉ đưa những cập nhật tấu hài kệ trên lên mạng xã hội chứ không thử nghiệm trên máy chủ PBE. Sau khi xem xong video, đừng quên để lại một like, một share và đăng ký ủng hộ kênh của chúng mình nha.